Rồi chào toàn thể anh em và các bạn. Chúc tất cả anh em và các bạn có một ngày mới đầy sức khỏe. Thì trở lại với buổi sáng ngày hôm nay thì mình cũng vừa đi thành phố về. Ngày qua là nguyên ngày không có được đi thăm lúa nha các bạn. Thì bây giờ giống như kiểu cái máu nông dân nó đã đi sâu vào người rồi các bạn. Thì nói chung là đối với mình thì ngày nào mà không đi ruộng thì cảm thấy nó buồn buồn các bạn. Nói chung là làm ruộng thì có sự đam mê thì mới mình mới đi làm được các bạn ơi. Đây, bữa nay cái ST25 này các bạn, nó cái ST25 á các bạn, cái kiểu bông nó giống như cái kiểu nó thưa các bạn ơi. Nè. Cái giữa cái nhánh mà thứ cấp với nhau đó các bạn thấy không? Nó thưa gỏng à. Bởi vì cái bông nó chỗ dài nhưng mà cái kiểu hạt đó các bạn, cái bông nó chỗ ra dài và cái kiểu hạt nó dài luôn, chứ thật ra thì nó không có nù như cái số lượng hạt các bạn, nó không có nhiều. Còn các bạn thấy cái bông đề thơm nó nù, nó khít bông các bạn. Thì cho nên là cái bông nó ngắn lại nhưng mà cái số hạt nó lại nhiều. Còn cái dòng ST này mình thấy hạt thì nó dài nhưng mà nó thưa. Mình các bạn thấy cái bông này nó dài khoảng 3 tấc. Mà số lượng hạt nó không hơn cái bông mà dài 2 tấc của đề thơm 8. Và nó cũng có những cái bông nó khít hạt. Thì theo như mình thấy thì cái bông bự các bạn, cái thân cây lúa nó bự á thì cái bông nó lại khít hạt. Mà cái thân cây lúa nó nhỏ thì nó cũng cho bông dài nhưng mà lại thưa hạt. Nghĩa là cái kiểu dạng ST các bạn thì nó cái hạt khít thưa thì do cái bông ngắn dài các bạn ơi. Cái do cái thân cây lúa các bạn, cái thân cây lúa nếu mà cái thân nó to thì hột khít hơn nè. Các bạn thấy không? Cái bông này là cái thân cây lúa nó to là cái hạt nó khít hơn. Thì nói chung đối với cái T25 này, cái lần đầu tiên mình làm á các bạn, thì mình cũng rất là cũng có cái sự lo lắng các bạn, cũng bỡ ngỡ, mình không biết nó như thế nào. Cái bông này to thì hạt khít hơn nè các bạn. Và đối với chế độ nước á các bạn, thì thật ra thì mình cũng không biết trên cái dòng ST này nó như thế nào. Chứ còn ví dụ như đại 28 thì nó chịu nước nha các bạn. Nó chịu nước, nó chịu đầy đủ phân. Còn cái dòng ST này thì mình cũng khá là cần nước đó. Nói chung là từ cái giai đoạn mà làm đồng đến giờ là cái giai đoạn mà giữa vụ của các bạn thì lúa mà nó được 27 ngày là giai đoạn đó là nó cũng sắp nó kín tán các bạn, là mình rút nước. Mình rút nước thì tới 44 ngày thì là 17 ngày thì nó khô giống như trên một cái sân gạch vậy đó các bạn. Và mình tiếp tục mình bón phân đón đồng và giữ nước đến thời gian này. Thì trong thời gian đó thì 55 ngày mình có rút ra nước ra 2-3 ngày gì đó. Rồi xong là mình cho nước vô lại. Thì mình giữ luôn tới giờ nha các bạn. Và bắt đầu ngày mai mình tiến hành cắt những cái bụi lúa mà có đuôi các bạn, để nó rụng các bạn. Thì thật ra trên cái lúa ST các bạn, mình cũng có hai cái phân vân các bạn. Hôm bữa thì mình định là để cho lúa nó vào chắc luôn mình mới khử lẫn. Nhưng mà nếu mà vào chắc luôn thì mấy cái lúa có đuôi các bạn nó lại rụng. Nhưng mà lại những cái bụi lúa đốc thì nó không rụng. Nhưng mà nếu mà mình cắt sớm thì những cái bụi lúa đốc thì mình bỏ luôn. Tại thế là mình không ăn được. Thì thôi cũng phải chấp nhận các bạn, sạch nền. Tại vì mục tiêu của mình đó các bạn là làm giống. Thì mình đối với cái giống mình tự làm ra đó các bạn, thì mình sẽ làm tất cả để cho nó thuần giống và nó không có bị lẫn tạp lúa cỏ nha các bạn. Thì chi phí thì mình chấp nhận tốn kém. Có những vụ là mình cũng không có lời nha các bạn.
Đây thì đối với những cái bông này mình cũng cắt bỏ các bạn, tiến hành cắt bỏ thì nó cao. Thì nói chung là trong vấn đề khử lẫn thì những cái bông mà nó khác dạng hạt, nó khác dạng cây, dạng lá thì mình đều cắt bỏ hết các bạn. Đặc biệt là cái lúa đuôi, lúa tròn. Đặc biệt là cái dòng lúa cỏ mà nó rụng sớm đó các bạn, những dòng đó, lúa đó là mình cần phải làm sạch để cái nền của mình nó thuần á các bạn. Có độ thuần đồng ruộng. Đây. Thì cái miếng lúa đại 28 này ngày hôm qua thì cặp ganh mình, cái miếng này thì của chú Bay Sum thì ổng cũng đâu đó tầm 5 hecta các bạn. Thì mới ngày hôm qua ổng cũng chú Bay Sum cũng tiến hành là ổng phun máy bay là công nghệ drone. Thì đây cũng là một trong những cái hộ nông dân mà mạnh dạn áp dụng công nghệ theo mình các bạn. Thì hiện nay nói về cái công nghệ phun thuốc trừ sâu đó các bạn, thì các bạn thấy là công nghệ drone là một trong những cái công nghệ tiên tiến mà nó giúp bà con nông dân chúng ta giảm công lao động và ít độc hại cho con người các bạn. Thì thật ra mà nói đó, các bạn biết rằng là cái nghề phun thuốc trừ sâu các bạn, mà mình đeo cái bình đeo trên lưng đó các bạn, thì mình khuyên tất cả các bạn anh em bà con nông dân đó thì càng hạn chế chừng nào càng tốt nha các bạn. Tại vì nó ảnh hưởng sức khỏe con người. Thì chúng ta làm á các bạn, thì trong quá trình làm kiếm tiền ra tiền từ cái nghề nông nghiệp này thì mình cũng nhiều lúc mình cũng trăn trở các bạn, tư duy nhiều lúc mình cũng suy nghĩ. Cuối cùng rồi mình đặt ra mục tiêu trong cái cuộc sống là cái gì? Và mình đang định hướng nó như thế nào và mình chạy theo một cái mục tiêu nào? Mình luôn có cái tư duy phân vân như vậy các bạn. Để mình đi làm sao cho nó đúng hướng. Thì ví dụ như những anh em mà nào mà có điều kiện mà nhà mà có gọi là điều kiện khó khăn quá, và hiện tại mình cũng không có công việc gì khác ngoài cái việc đi phun thuốc mướn, thì thôi cũng cố gắng. Nhưng mà chúng ta cũng cố gắng là chúng ta có một số cái dụng cụ mà bảo hộ lao động để chúng ta bảo vệ sức khỏe cho nó tốt nha các bạn. Rồi khi nào đó chúng ta mà cảm thấy mình rủng rỉnh dư giả, có nghĩa là đủ ăn á, chúng ta mà cảm thấy là đủ ăn đủ mặc, có dư chút ít thặng dư mình bỏ túi, thì mình khuyên các bạn thôi nên đừng có tiếp tục mà cái nghề đi phun thuốc nữa các bạn có thể bón phân. Bón phân thì thật ra mà nói nó giảm cái đầu độc, nó ít độc hơn các bạn. Còn phun thuốc là mình cái người mà ôm cái bình đi á các bạn, trực tiếp hít thì mình cảm nhận cái điều đó nó rất độc. Mình hít trực tiếp cái không khí hơi thở của mình đó, thì nó tạo oxy, nó tạo máu, nhưng mà cuối cùng lại mình lại hít cái chất độc vào. Và trong cái thời gian ngắn hạn thì chúng ta thấy nó bình thường, với lại chúng ta có sức khỏe thì ví dụ như mình hít cái thuốc độc vô thì khi mình có sức khỏe thì nó kháng được. Thì con người cũng rất là hay, thì cũng giống như một cái cây trồng, giống như cây lúa, khi chúng ta hít ra một chất độc thì nó cũng sẽ tiết ra một cái chất để nó giải độc, thì đâu đó chúng ta sẽ bị mài mòn bởi sức khỏe, thì chúng ta cũng giảm đi một phần sức khỏe nha các bạn. Thì cũng giống như cây lúa, ví dụ như môi trường bất lợi, thời tiết nóng quá lạnh quá thì nó làm cho cây lúa nó tiết ra cái chất nó gây lão quá cái bộ lá, thì nó cũng cây lúa nó cũng tiết ra cái chất để nó
nó chống lại cái môi trường bên ngoài thì nó cũng gây cái lão hóa lá lúa. Thì con người cũng vậy các bạn. Thì chúng ta làm sao trong cái giải pháp nông nghiệp thì mình cũng có một vài cái vấn đề trăn trở như vậy, và mình cũng có những cái lời khuyên như vậy đối với tất cả anh em bà con mà đang làm cái nghề mà phun thuốc và bón phân nha các bạn. Thì cái đội hình của mình đó các bạn, phun thuốc và bón phân thì đâu đó cũng nhiều anh em, nhưng mà mình thì cũng luôn đưa ra cái lời khuyên như vậy. Để anh em có lại một cái tư duy lại các bạn. Thật ra có nhiều cách để chúng ta làm ra tiền đó các bạn. Rồi, chào anh em thôi, chúc anh em có một ngày mới có thật là nhiều niềm vui. Và cũng dành chút thời gian đi thăm đồng nha các bạn, để chúng ta quản lý dịch hại trên vụ đông xuân thật tốt. Thì hiện tại thì mình thấy cũng có nhiều miếng lúa là rất ok các bạn. Và cũng có một số anh em thì chủ quan, thì có một số miếng lúa nó cũng bị gây thiệt hại cũng khá nặng về tình hình sâu bệnh dịch hại. Rồi thôi, chào anh em.